chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác về vận số cuộc đời tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Trong 5 năm tới, từ 48 đến 52 tuổi, cấm 3 điều này: được bề trên ban phúc, tránh được tai ương, đắc lộc hưng dượng, phú quý hết đời. Đinh Tỵ mạng thổ cung khôn, đất mà pha các số này như sau: nếu sanh mùa hạ thời sang, như cá gặp nước, như rồng lên mây, thu đông cũng chẳng đặng an. Mùa xuân khắp mộc nên nàng cực thân, lỗi sanh cha mẹ chẳng gần, ly hương tổ quán tại phận số ta, vợ chồng phải gặp số chia xa. Tánh tình ăn nói ai mà chẳng thương, nhiều khi lắm phải tai ương, cũng nhờ Phật độ qua cơn khỏi mà. Tiền vận số phải lao đao, hậu vận tại hưởng giàu sang mấy hồi. Hoan hỷ chào đón quý vị khán giả thân thương đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Vâng, thưa quý vị, tuổi Đinh Tỵ 1977, nhiều người than phiền với tôi rằng dù họ cố gắng chăm chỉ, cày như trâu như ngựa mà cuộc sống cứ mãi bị cái đói khổ dây hãm, không có lối thoát. Từ thuở ấu thơ đã phải sống trong gia cảnh nghèo khó, nợ nần, chịu khổ mấy đời mấy kiếp cũng không hết. Đã vậy, đến khi bước ra ngoài xã hội, họ còn bị biết bao người lừa gạt, bóc lột, phản bội. Về đến nhà thì vợ chồng tối ngày lục đục, con cái lêu lổng, không chịu học hành. Nguyên nhân sâu xa chỉ vì thiếu tiền. Nhìn bạn bè trang lứa ăn nên làm ra, coi lại mình vẫn long đong lận đận mà xót xa cõi lòng, chẳng dám ngẩng mặt nhìn đời. Thế nhưng, họ cũng chẳng thể ngờ có ngày được các tinh chiếu mệnh, muốn gì được nấy, cuộc sống sung sướng như tiên chỉ sau một đêm, nếu nghe hết lời luận giải này. Giới tiên chi Tử Vi còn hé lộ, tuổi Đinh Tỵ, trong 5 năm tới, từ 48 đến 52 tuổi, tránh 3 điều này sẽ lội ngược dòng, đắc thời phất lên, có tiền có quyền, nở mày nở mặt, trả ơn cho những người đã giúp đỡ mình, khiến những kẻ từng khinh miệt, chèn ép phải hối hận không kịp. Vậy 3 điều cấm kỵ đó là gì? Liệu tương lai tuổi Đinh Tỵ thời điểm này sẽ biến động như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, trong phần luận giải tử vi chi tiết ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý vị về vận trình diễn biến cuộc đời của những người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Trong 5 năm tới, từ 48 đến 52 tuổi, những may mắn, vận hạn trên từng phương diện, qua từng khoảng thời gian, cách xung các tỵ hung đón lành tránh dữ, quá giải vận đen, đón đầu may mắn dành riêng cho bản mệnh. Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Lá số tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Trong 5 năm tới, từ 48 đến 52 tuổi được giới tử vi luận giải, bao gồm hiểu về quá khứ, cá tính để biết tương lai của Đinh Tỵ, tổng quan cuộc đời người tuổi Đinh Tỵ trên các phương diện sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên. Chi tiết vận trình của tuổi Đinh Tỵ theo luận giải ngày sinh tháng lịch âm, lời khuyên cải biến mệnh cho tuổi Đinh Tỵ. Đinh thuộc hành quả và Tỵ cũng vậy, do đó mà năng lượng quả kép càng làm tăng thêm sự hấp dẫn cho người tuổi Tỵ. Đinh Tỵ là những người năng động cả về thể chất và tâm trí, lúc nào con giáp này cũng tỏ ra hăng hái hơn người khác, sáng lửa rất khôn ngoan, thông minh và yêu thích sự sáng tạo. Đôi lúc họ cũng thích khám phá, trải nghiệm những vùng đất mới, những thử thách mới. Những người sinh năm 1977 rất dễ giao tiếp, họ sôi nổi và có phần ồn ào. Họ cũng không ngại ngần khi phải thể hiện quan điểm của bản thân và có khả năng thuyết phục người khác làm theo ý muốn của mình. Kiên trì, không khoan nhượng là những tính cách thường thấy của người tuổi này. Họ nhiệt tình, gợi cảm, nhưng lại đa nghi và thường hay ghen tuông. Sáng lửa thường hay thể hiện tình yêu của mình một cách thái quá, áp đặt suy nghĩ của bản thân lên đối phương. Vì vậy, muốn trở thành người bạn đời của người Đinh Tỵ, bạn phải là người thận trọng và giàu lòng vị tha. Nam mạng tuổi Đinh Tỵ có cuộc đời trải qua nhiều sóng gió, tuy nhiên, khi ở vào số tuổi trung bình, thì bạn hưởng được một cuộc sống khá đầy đủ, số phận phải nhờ đến gia tộc và người thân mới có thể phát triển được sự nghiệp trong cuộc đời. Về phần danh phận, không lên cao mà vẫn nhẹ nhàng, yên ổn, cuộc sống chỉ diễn tiến theo mức độ bình thường, sự nghiệp của bạn được hoàn thành nhanh chóng. Tuy không có được số giàu sang, phú quý, nhưng cuộc đời được hưởng nhiều sung sướng, vấn đề tiền bạc vẫn ở mức độ bình thường. Cuộc sống tuổi Đinh Tỵ cuộc đời cũng qua nhiều sóng gió, nhưng khi vừa ở vào số tuổi trung bình thì hưởng được một cuộc sống khá đầy đủ, số phải nhờ đến gia tộc, người thân mới có thể phát triển được sự nghiệp và cơ nghiệp trong cuộc đời. Về danh phận, không lên cao mà vẫn âm thầm kín đáo, cuộc sống không có những sôi động, hấp dẫn và chỉ diễn tiến theo mức độ bình thường. Tóm lại,
tuổi Đinh Tỵ tuy qua nhiều sóng gió từ lúc nhỏ, nhưng khi qua tuổi 30 thì tuổi Đinh Tỵ vững vàng việc làm ăn và mức sống ở trong mức độ bình thường. Cùng nhìn lại diễn tiến cuộc đời tuổi Đinh Tỵ qua các năm. Từ 1 đến 10 tuổi, tuổi thơ êm đềm, được gia đình yêu thương, chăm sóc, thông minh, hiếu học, có năng khiếu nghệ thuật. Từ 11 đến 20 tuổi, bắt đầu học tập và định hướng tương lai, có nhiều cơ hội phát triển tài năng, tuy nhiên cũng gặp một số khó khăn, thử thách. Từ 21 đến 30 tuổi, bắt đầu sự nghiệp, gặp nhiều thuận lợi, có nhiều cơ hội thăng tiến, lập gia đình, sinh con cái. Từ 31 đến 40 tuổi, gặp nhiều biến động trong công việc và cuộc sống, cần cẩn trọng trong mọi việc, có thể gặp một số vấn đề về tài chính. Từ 41 đến 50 tuổi, vận trình dần ổn định, công việc và tài chính đều có những bước tiến mới, con cái trưởng thành, ngoan ngoãn. Từ 51 đến 52 tuổi, tinh thần thoải mái, tài lộc. Trong lĩnh vực tài chính, tuổi Đinh Tỵ thường biết cách quản lý và đầu tư tiền bạc một cách khôn ngoan. Tuy nhiên, tính keo kiệt và cẩn trọng đôi khi khiến họ bỏ lỡ cơ hội hoặc gặp rủi ro không đáng có. Lời khuyên cho họ là biết cách chia sẻ và tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi đầu tư. Việc này sẽ giúp họ tận dụng tốt các cơ hội mà vẫn đảm bảo an toàn tài chính. Gia đạo, công danh, sự nghiệp thì hoàn thành mau lẹ, tuy không được giàu sang, phú quý nhưng cuộc đời được nhiều sung sướng. Tiền bạc vẫn ở trong mức độ bình thường, giàu ra đều đặn, không bao giờ thiếu hụt hay dư giả nhiều. Đó là mạng số của bạn về sự nghiệp, tiền tài như vậy. Sức khỏe, về mặt sức khỏe, tuổi Đinh Tỵ thường có sức khỏe tốt, nhưng đôi khi lười vận động và có thể gặp vấn đề do stress. Lời khuyên cho họ là tập luyện thể dục thường xuyên và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Đồng thời, họ cũng cần học cách giải tỏa stress để bảo vệ sức khỏe của mình. Những tuổi hợp làm ăn. Sau đây là những tuổi hợp cho sự làm ăn của bạn có thể hợp tác làm ăn, hùng hạp kết duyên đều có lợi. Đó là các tuổi Canh Thân, Nhâm Tuất, Bính Thìn. Những tuổi này rất hợp với tuổi Đinh Tỵ trong mọi lĩnh vực cuộc đời. Những tuổi đại kỵ trong tuổi này là những tuổi đại kỵ nhất trong cuộc đời bản mệnh như Mậu Ngọ, Giáp Tý, Bính Dần, Canh Ngọ, Giáp Dần, Nhâm Tý. Kết duyên hay làm ăn với những tuổi này bạn sẽ bị tuyệt mạng, hay sinh ra cảnh biệt ly nhau giữa cuộc đời. Bất cứ sinh vào tháng nào, khi gặp tuổi đại kỵ trong gia đình hay trong bạn bè, nhớ phải coi sao mình mà cúng giải hạn hàng năm thì sẽ được giải hạn. Những năm khó khăn nhất, những năm mà bạn ở vào số tuổi 24, 33 và 45 tuổi là những năm khó khăn nhất trong cuộc đời bạn. Việc làm ăn hay mọi việc đều không thành công. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, tuổi Đinh Tỵ hợp vào những giờ lẻ, tháng chẵn và ngày lẻ. Nếu xuất hành vào những ngày giờ và tháng như trên trong suốt cuộc đời thì không bao giờ mang thất bại. Những người sinh năm 1977 hợp màu gì? Màu tương sinh, sự lựa chọn thích hợp và tối ưu nhất cho những người tuổi Đinh Tỵ là những màu thuộc hành thổ như vàng, vàng nâu, nâu đất. Bởi đó là những màu bản mệnh khi sử dụng sẽ mang lại vận may và sự thịnh vượng. Bên cạnh đó, đừng quên dành sự quan tâm cho những màu tương sinh như đỏ, hồng, cam, tím thuộc hành quả, quả sinh thổ nhé. Màu tương khắc, những chú rắn sinh năm 1977 chớ nên sử dụng những đồ đạc vật dụng có những gam màu như xanh lục, xanh lá nhé. Bởi đó là những màu thuộc hành mộc, mà mộc khắc thổ, nếu sử dụng sẽ đem lại điềm xấu và những điều không may mắn. Những người tuổi Đinh Tỵ hợp với những tuổi gì? Nam mệnh Đinh Tỵ trong làm ăn, Canh Thân, Nhâm Tuất, Bính Thìn. Lựa chọn vợ chồng, Canh Thân, Bính Thìn. Tuổi Kỵ, Mậu Ngọ, Giáp Tý, Bính Dần, Canh Ngọ, Giáp Dần, Nhâm Tý. Nữ mệnh Đinh Tỵ trong làm ăn, Nhâm Tuất, Canh Thân, Bính Thìn. Lựa chọn vợ chồng, Nhâm Tuất, Bính Thìn, Canh Tuất, Giáp Tuất, Nhâm Thân. Tuổi Kỵ, Mậu Ngọ, Giáp Tý, Bính Dần, Canh Ngọ, Giáp Dần và Nhâm Tý. Những người tuổi Đinh Tỵ hợp với hướng nào? Nam mệnh Đinh Tỵ, hướng hợp Đông Bắc sinh khí, Tây Bắc phúc đức, Tây Thiên y, Tây Nam phục dị. Hướng không hợp, Bắc tuyệt mệnh, Đông Nam ngũ quỷ, Đông họa hại, Nam lục sát. Nữ mệnh Đinh Tỵ, hướng hợp, Đông Nam sinh khí, Nam phúc đức, Đông Thiên y, Bắc phục dị. Hướng không hợp, Tây Nam tuyệt mệnh, Đông Bắc ngũ quỷ, Tây họa hại, Tây Bắc lục sát. Những tuổi đại kỵ, trong tuổi Mậu Ngọ, Giáp Tý, Bính Dần, Canh Ngọ, Giáp Dần,
Nhâm Tý là những tuổi đại kỵ trong cuộc đời bạn. Việc kết duyên hoặc làm ăn với những tuổi này bạn sẽ bị tuyệt mạng hay phải biệt ly nhau giữa cuộc đời. Những người sinh năm 1977 hợp với số nào? Nam mệnh 2, 5, 8, 9, nữ mệnh 1, 6, 7. Ý nghĩa của các con số theo phong thủy. Số 1 là con số của các vị thần, là con trai của cõi trời. Số 1 tượng trưng cho đỉnh cao tối thượng, là sự độc nhất vô nhị. Số 2 là một cặp một đôi, tượng trưng cho sự cân bằng âm dương. Số 5 tượng trưng cho danh dự, quyền lực và sự trường thọ, bất diệt. Số 5 là một con số tuyệt vời, dùng trong việc bài trí phong thủy. Số 6 là số gấp đôi của số 3, mang điềm lành, thuận lợi. 3 cộng 6 là 9 cùng nhau tạo thành nhóm 3 con số may mắn. Số 7 tượng trưng cho sức mạnh, có khả năng đẩy lùi ma quỷ. Theo phong thủy, nếu bài trí 7 món đồ vật thì sẽ được ban cho một sức mạnh huyền bí và bất khả xâm phạm. Số 8, 8 điều bất tử ở trong đạo lão và bát chánh trong Phật giáo, có thể ngăn chặn được những ảnh hưởng xấu trước khi chúng xâm nhập vào nhà. Số 9 là con số hạnh phúc, an lành, thuận lợi. Theo tiếng Hán Việt, số 9 đồng âm với từ trường thọ và may mắn. Tiếp theo chương trình sẽ là vận trình tử vi chi tiết của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trên các phương diện chính, cụ thể như sau. Xét về phương diện công danh sự nghiệp, Đinh Tỵ với tinh thần trách nhiệm rất cao, họ luôn xác định mục tiêu rõ ràng trước khi hành động. Lý tưởng cao đẹp và tài năng thiên bẩm kết hợp lại với nhau khiến bạn có thể đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, trí nhớ vượt trội hơn người. Không chỉ đơn giản nhớ chính xác mặt mũi, tên tuổi của rất nhiều người, mà bạn còn có thể nhớ được sở thích hay chuyện riêng tư của họ. Điều này cùng với tâm tư nhạy cảm, giúp bạn rất có duyên buôn bán, chuyện kinh doanh lên như diều gặp gió, sở thích hoài cổ, nghiên cứu những chuyện triết lý sâu xa. Khiến người này thích hợp trở thành chính trị gia, triết gia hay thương gia, cũng có thể là những người chuyên làm về công tác tư tưởng. Tuy nhiên, nên chú ý nhiều hơn về phương diện hợp tác đầu tư, cẩn trọng nhưng không quá thận trọng, cảnh giác chứ không phải là nghi kỵ. Vận tài lộc không thuận sẽ ảnh hưởng đến tài chính, bởi phần lớn mọi người đều trông cậy vào công việc, sự nghiệp để tăng thu nhập. Muốn có cuộc sống sung túc, giàu sang thì trước tiên phải tập trung làm việc, phát triển sự nghiệp. Về phương diện tài lộc, đường tài lộc của Đinh Tỵ khá tốt, nhờ quý nhân kịp thời ra tay tương trợ nên mọi chuyện họ làm đều khá thuận buồm xuôi gió. Nguồn tiền bạc mà họ có phần lớn đến từ việc đầu tư, thu lợi, không phải do vất vả kinh doanh mà có. Người này may mắn có rất nhiều cơ hội phát tài bất ngờ, hiếm khi phải lo sầu, phiền muộn về tiền bạc. Đinh Tỵ là con giáp có trí tuệ, mẫn tiệp, tuy không gặp nhiều sóng gió, nhưng quyết đoán dứt khoát, tốc chiến tốc thắng, coi trọng tư duy, linh cảm phong phú, không ai sánh bằng. Nhờ vậy sự nghiệp tài lộc của họ thường phất lên cùng lúc. Họ là người sống ở hiện tại, nhưng luôn lo nghĩ cho tương lai phía trước. Tuổi Đinh Tỵ sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Ngược lại, họ tích trữ dành dụng những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống tương lai, về già tích lũy được vô số của cải, tài sản. Tuổi Đinh Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù, lại giỏi trong việc tích trữ, dành dụng tiền bạc. Bởi vậy cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh, với con mắt nhìn xa trông rộng. Tuổi Đinh Tỵ dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển. Mỗi lúc khó khăn, người này đều có quý nhân ra tay giúp đỡ, tháo gỡ mọi rắc rối. Rất nhiều cơ hội tốt đang đợi tuổi Đinh Tỵ ở phía trước, nhất là giai đoạn từ 48 đến 52 tuổi, nên nắm bắt tốt thời cơ. Ngoài ra, tuổi Đinh thì rất thẳng thắn trong cuộc sống, đặc biệt về vấn đề tiền bạc. Họ sẽ không lợi dụng bất kỳ ai để đạt được mục đích của mình, càng không dây nợ ai quá lâu. Tuổi Đinh Tỵ sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng hiếm khi chia sẻ tài sản, tiền bạc của mình, kể cả với những người thân cận. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, nam mệnh Đinh Tỵ thường theo đuổi tình yêu nồng nhiệt và tràn đầy kích thích. Trong cuộc đời Đinh Tỵ không thiếu yến oanh dây oanh, họ là mẫu người phong lưu điển hình. Họ biết cách dùng hành động đơn giản để biểu đạt tình cảm, cũng giỏi nắm bắt tâm tư con gái, nói là sát thủ tình trường cũng chẳng ngoa. Tuy nhiên họ không giỏi thể hiện tình cảm bằng lời nói,
nên người khác đôi khi khó hiểu được suy nghĩ nội tâm của họ là gì, khó tìm được người tri âm, tri kỷ. Nữ mệnh Đinh Tỵ khi đứng trước tình yêu có phần trầm ổn hơn, họ khá lặng lẽ, thời thơ ấu lớn lên trong môi trường tốt, gia đình yên ấm, tuy tới tuổi trung niên gặp nhiều chuyện không như ý, nhưng về cơ bản thì ảnh hưởng không quá lớn. Xét về nhân duyên cuộc đời tuổi Đinh Tỵ, nếu nam Đinh Tỵ sinh vào những tháng 4, 8, 9 và 12 âm lịch thì cuộc đời bạn sẽ có 3 lần thay đổi hạnh phúc, hôn nhân. Nếu bạn sinh vào những tháng 1, 2, 3, 5 và tháng 10 âm lịch thì bạn sẽ có 2 lần thay đổi tình duyên. Nếu bạn sinh vào những tháng 6, 7 và 11 âm lịch, cuộc đời bạn được hoàn toàn hạnh phúc. Nếu bạn sinh vào tháng 4 và 9 âm lịch, bạn sẽ có 3 lần thay đổi vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Còn nữ mạng tuổi Đinh Tỵ thì cuộc đời có nhiều thương đau vào tiền vận, cuộc sống luôn luôn bị đảo lộn, nhiều suy tư sầu muộn. Tuy nhiên vào trung vận thì gặp nhiều may mắn và thuận lợi, gia đạo cũng có nhiều tốt đẹp, ít gặp sự xui xẻo trong suốt cuộc đời. Nếu bạn sinh vào những tháng 1, 2, 5, 8, 10 và 12 âm lịch thì cuộc đời bạn có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Nếu bạn sinh vào những tháng 3, 6, 7 và 11 âm lịch thì cuộc đời bạn không có thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Xét về phương diện sức khỏe, Đinh Tỵ ngũ hành thuộc thổ, vì thế Đinh Tỵ nên đặc biệt chú ý các vấn đề về tim, tránh làm việc lao lực, kích động quá mức hay suy nghĩ mất ngủ triền miên khiến cho nhịp tim không điều hòa, nên hạn chế thức đêm, bởi việc đó khiến cho tâm quả thịnh, cực kỳ không tốt đối với tim. Lúc còn trẻ, nhiều người tuổi Đinh Tỵ lại thường tập trung cao độ để làm việc, nên ít khi chú ý đến chế độ ăn uống, ngủ nghỉ. Thức khuya thời gian dài khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải, phần nào giảm đi sức đề kháng, dẫn đến việc mắc các bệnh cảm cúm thường thấy theo mùa. Ngoài ra, người tuổi Đinh Tỵ nên chú ý các vấn đề liên quan đến tim mạch, nên có kế hoạch chăm sóc sức khỏe khoa học. Theo luận đoán tử vi trọn đời, những người tuổi này có số hưởng thọ từ 70 tuổi đến 89 tuổi. Những người này ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, sống tốt đời đẹp đạo, tích phúc tích đức thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Quý vị thân mến, tháng sinh có thể quyết định vận mệnh của mình. Cùng xem vận mệnh tuổi Đinh Tỵ theo tháng sinh âm lịch ra sao nhé. Người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng Giêng, mùa xuân phơi phới, sức sống người tuổi Tỵ sinh vào tháng này cũng mang trong mình khí chất hừng hực, đầy tham vọng và mơ ước cao xa. Họ không ngại thử thách, dốc hết sức mình để đạt được mục tiêu. Tuy cuộc sống không trải qua quá nhiều gian khổ, nhưng cũng không có nhiều may mắn mỉm cười. Bù lại, họ sở hữu tính cách vui vẻ, hoạt bát, dễ dàng thu hút thiện cảm từ mọi người. Tuy nhiên, dương khí dượng trong họ đôi khi khiến họ trở nên kiêu ngạo, tự tin thái quá, dẫn đến khó khăn trong việc nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân. Mặc dù có tài năng và ý chí, nhưng thiếu đi cơ hội, họ gặp nhiều trắc trở trong việc phát triển bản thân. Để thay đổi vận mệnh, họ cần học cách kiên nhẫn, nhìn nhận thực tế và từng bước tiến lên, không nên đặt ra những mục tiêu quá xa vời. Người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 2, vào tiết Kinh Trập, dạng vật bắt đầu bừng tỉnh sau giấc ngủ đông dài, nhưng vẫn còn mang chút mơ hồ, e dè. Người tuổi Tỵ sinh vào tháng này cũng mang tâm trạng tương tự, họ thiếu đi sự quyết đoán, không có ý chí tự lập, gặp khó khăn, thường dễ dàng nản lòng. Cuộc sống của họ gặp nhiều trắc trở, phiền muộn, tuy mang trong mình tài năng về thơ ca, nghệ thuật, nhưng họ lại không tìm được cơ hội để phát huy. Tính cách trầm lặng, thích yên tĩnh khiến họ dần trở nên bất mãn với cuộc sống, thiếu đi động lực để phấn đấu, do đó, họ khó có thể đạt được thành công trong sự nghiệp. Người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 3, vào tiết Thanh Minh, khi cỏ cây cây đâm chồi nảy lộc, người tuổi Tỵ sinh vào tháng này cũng mang trong mình sức sống mãnh liệt và trí tuệ sáng ngời. Họ thông minh, lanh lợi, tính cách trung nghĩa và thiện lương. Tuy cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ, đại phú đại quý, nhưng họ luôn được quý nhân phù trợ và có cuộc sống an nhàn, sung túc. Họ là những người tài đức song toàn, sở hữu nhiều tài năng xuất chúng, được nhiều người ngưỡng mộ, luôn nung nấu trong mình những tham vọng và lý tưởng cao đẹp. Họ không ngừng học hỏi và phấn đấu hết mình. Dù không có quý nhân luôn bên cạnh hỗ trợ, họ vẫn có thể tự mình tạo dựng sự nghiệp thành công nhờ vào tài năng và bản lĩnh của bản thân. Người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 4, vào tiết Lập Hạ, khi mùa hè bắt đầu,
Người tuổi Tỵ sinh vào tháng này mang trong mình khí chất mạnh mẽ và quyết đoán. Họ là những người trung hậu, tính tình ôn hòa, nhã nhặn, luôn đề cao tinh thần nghĩa hiệp và sở hữu trí tuệ thông minh. Con đường học vấn và sự nghiệp của họ luôn khiến nhiều người ao ước. Họ sở hữu tài năng xuất chúng, đa tài đa nghệ, trí dũng song toàn. Dường như không có gì là họ không thể làm được. Chỉ cần họ thực sự muốn, khả năng lĩnh ngộ cao, cái nhìn sắc bén và nhanh nhẹ giúp họ nắm bắt vấn đề một cách hiệu quả, cộng thêm sự trợ giúp của quý nhân, họ có thể làm nên nghiệp lớn, gặt hái được nhiều thành công vang dội trong cuộc sống. Người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 5. Vào tiết mang trùng, khi hạt giống được gieo xuống và nảy mầm, người tuổi Tỵ sinh vào tháng này cũng mang trong mình sức sống mãnh liệt và ý chí kiên cường. Họ là những người có dũng khí, mưu lược và tài thao lược. Nhờ đầu óc lanh lợi, thông minh và khả năng quan sát tinh tế, họ có thể nắm bắt thời cơ, biến nguy thành cơ và đạt được thành công trong mọi việc. Với bản tính kiên định, không ngại khó khăn, người tuổi Tỵ sinh tháng 5 có thể vượt qua mọi gian nan, thử thách để đạt được mục tiêu của mình. Gia đạo họ thường hưng vượng, gặp nhiều may mắn, cuộc sống bình an và hưởng phúc lộc lâu dài. Họ cũng được quý nhân phù trợ, giúp đỡ trong nhiều khía cạnh của cuộc sống. Nhờ sự nhanh nhạy, tinh tế và khả năng tận dụng lợi thế của bản thân, họ gặt hái được nhiều thành công to lớn trong sự nghiệp, tài vận hanh thông rộng mở. Người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 6. Vào tiết Tiểu Thử, khi những mầm non bắt đầu lớn mạnh, người tuổi Tỵ sinh vào tháng này mang trong mình sự trưởng thành và lòng tự tâm. Họ chân thành đối đãi với mọi người, được trời ban cho phúc lộc, vạn sự như ý và danh lợi song toàn. Họ sở hữu quý tướng, được nhiều người yêu mến và chào đón. Thời trẻ, họ học hành suôn sẻ, thông minh hơn người. Cuộc sống hôn nhân của họ cũng rất tốt đẹp, vợ chồng ân ái, hạnh phúc bền lâu. Với ý chí kiên cường, dám nghĩ, dám làm và tố chất lãnh đạo, người tuổi Tỵ sinh tháng 6 có thể thành công trong cả con đường quan lộ và kinh doanh. Họ gặt hái được nhiều thành quả khiến nhiều người ngưỡng mộ, có tiền bạc dồi dào và địa vị xã hội cao. Người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 7. Vào tiết Lập Thu, khi mùa thu bắt đầu, người tuổi Tỵ sinh vào tháng này mang trong mình khí chất thanh tao, ôn hòa và nhã nhặn. Họ nổi tiếng là những người sống thanh cao, trọng đạo đức, trí dũng hơn người. Sinh vào tháng 7 âm lịch, người tuổi Tỵ có số mệnh tốt đẹp, có thể tự mình tạo dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng. Họ là những người thân thiện, cởi mở, đối xử chân thành với mọi người nên có mối quan hệ xã hội rộng khắp. Nhờ tài năng xuất chúng và sự chăm chỉ, họ dễ dàng đạt được thành công trong mọi việc. Họ cũng có khả năng kinh doanh bẩm sinh, nếu theo nghiệp buôn bán, họ sẽ gặt hái được nhiều thành công tiền bạc dồi dào. Người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 8. Vào tiết Bạch Lộ, khi những hạt sương long lanh động trên lá, người tuổi Tỵ sinh vào tháng này mang trong mình sự vui vẻ, nhiệt tình và tinh thần lạc quan. Họ thích giúp đỡ mọi người, trân trọng tình bạn và có mối quan hệ rộng khắp. Họ thông minh, nhanh nhẹn, lương thiện, chân thành và có tài năng, nên con đường sự nghiệp của họ khá thuận lợi, được nhiều người giúp đỡ, cộng thêm khả năng của bản thân, họ có thể thăng tiến nhanh chóng. Nhờ tài năng, đức độ và tích đức hành thiện, người tuổi Tỵ sinh tháng này không phải chịu nhiều vất vả trong đời. Họ được hưởng cuộc sống an lạc, thảnh thơi, phú quý trương cửu. Nhờ tính cách hòa đồng, họ có nhiều bạn bè ở khắp nơi và được mọi người yêu mến. Người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 9. Vào tiết Hàn Lộ, khi những giọt sương long lanh động trên lá, người tuổi Tỵ sinh vào tháng này mang trong mình sự bình an và thanh thản. Họ là những người ôn hòa, luôn hướng đến sự dung hòa và không thích làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Họ luôn tâm niệm một sự nhịn là chính sự lành và thường chọn cách giải quyết mâu thuẫn một cách nhẹ nhàng, khéo léo. Tuy là người học rộng biết nhiều và thông minh cơ trí, nhưng người tuổi Tỵ sinh tháng này không dễ dàng có được thành công nhanh chóng. Họ cần phải nỗ lực và cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu của bản thân. Đường đời không tránh khỏi những lúc gặp phải khó khăn, thử thách, nhưng với lòng kiên trì và bền chí, họ có thể vượt qua mọi chướng ngại vật và gặt hái thành công. Người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 10 âm lịch. Vào tiết Lập Đông, khi mùa đông bắt đầu, người tuổi Tỵ sinh vào tháng này mang trong mình tâm hồn thanh cao và lòng nhân ái. Họ sống giản dị, không vướng bận bởi những toan tính bon chen của cuộc sống. Với họ, giúp đỡ mọi người là một niềm vui và là lẽ sống. Họ có nhiều bạn bè ở khắp nơi, được mọi người yêu mến và quý trọng. Là người có ý chí, lý tưởng, tài năng và đức độ, nhưng con đường thành công của họ không hề dễ dàng.
họ sẵn sàng chịu khổ, chịu nhục để thực hiện lý tưởng của mình. Nếu có được cơ hội thuận lợi, họ có thể gặt hái được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Tuy nhiên, để đạt được những thành công vang dội, họ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 11. Vào tiết đại tuyết, khi tuyết phủ trắng xóa mọi nơi, người tuổi Tỵ sinh vào tháng này có thể gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Họ thường gặp phải những tình huống tiến thoái lưỡng nan, mưu sự khó thành, thậm chí gặp khó khăn về tài chính. Cuộc sống của họ có thể thiếu thốn, không được đủ đầy như mong muốn, sinh ra không gặp thời. Tuổi trẻ của họ thường phải chịu nhiều khổ cực, vất vả, phải đến những năm tháng cuối đời, họ mới có thể gặp được nhiều may mắn hơn. Tuy là người có tài năng và tinh thần trách nhiệm cao, họ ghét chuyện bất bình và có tính tình nóng nảy. Điều này khiến họ dễ đắc tội với người khác và làm mất lòng họ. Do đó, người tuổi Tỵ sinh tháng 11 âm lịch nên cân nhắc đi xa lập nghiệp để có cơ hội thành công cao hơn. Người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 12 âm lịch. Vào tiết Tiểu Hàn, khi trời giá buốt và khắc nghiệt nhất, người tuổi Tỵ sinh vào tháng này cũng có thể gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống. Họ thường xuyên gặp phải những chuyện rắc rối, phiền muộn khiến họ khổ tâm không dứt. Tuy có các tinh cao chiếu mệnh, nhưng họ cũng khó lòng có được cuộc sống vạn sự như ý. Nhờ tính cách khoan dung độ lượng, phóng khoáng và biết nghĩ cho người khác, họ có thể dần dần vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Dù tiền vận vất vả và khó thành công trong sự nghiệp, nhưng từ trung vận trở đi, họ sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Sự nghiệp của họ dần khởi sắc, có nhiều cơ hội phát triển và dễ dàng gặt hái thành công hơn. Lời khuyên cải biến mệnh cho tuổi Đinh Tỵ. 1. Về tính cách. Nên rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh. Tuổi Đinh Tỵ vốn thông minh, lanh lợi, nhưng đôi khi lại thiếu tự tin, hay lo lắng. Do đó, cần rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh để có thể đưa ra quyết định sáng suốt và nắm bắt cơ hội trong cuộc sống. Hạn chế sự nhạy cảm, đa nghi. Tuổi Đinh Tỵ có xu hướng nhạy cảm, dễ tổn thương và hay suy nghĩ. Cần hạn chế những cảm xúc tiêu cực này để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống và các mối quan hệ. Cân bằng cảm xúc, giữ tinh thần lạc quan. Tuổi Đinh Tỵ thường hay lo âu, suy nghĩ nhiều. Cần học cách cân bằng cảm xúc, giữ tinh thần lạc quan để có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. 2. Về công việc. Nắm bắt cơ hội, phát huy năng lực. Tuổi Đinh Tỵ có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, nên chủ động nắm bắt cơ hội, phát huy năng lực để đạt được thành công trong công việc. Kiên trì, không nản lòng. Trên con đường sự nghiệp, tuổi Đinh Tỵ có thể gặp nhiều khó khăn, thử thách. Cần kiên trì, không nản lòng để vượt qua những chướng ngại vật và đạt được mục tiêu đề ra. Học hỏi, trau dồi kiến thức. Nên thường xuyên học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao năng lực bản thân và thích nghi với môi trường làm việc ngày càng cạnh tranh. 3. Về tài chính. Lập kế hoạch chi tiêu hợp lý. Tuổi Đinh Tỵ có xu hướng tiêu xài hoang phí, nên lập kế hoạch chi tiêu hợp lý để quản lý tài chính hiệu quả và tránh rơi vào tình trạng thiếu thốn. Tìm kiếm cơ hội đầu tư. Có thể tìm kiếm cơ hội đầu tư để gia tăng tài sản. Tuy nhiên, cần cẩn thận, tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư để tránh rủi ro. Tích lũy cho tương lai, nên dành một phần thu nhập để tiết kiệm, tích lũy cho tương lai. 4. Về tình duyên. Chủ động trong việc tìm kiếm tình yêu. Tuổi Đinh Tỵ thường e dè, ngại ngùng trong việc thể hiện tình cảm. Cần chủ động hơn trong việc tìm kiếm tình yêu để có thể tìm được hạnh phúc cho mình. Tôn trọng và thấu hiểu đối phương. Khi đã có người yêu hoặc kết hôn, cần tôn trọng và thấu hiểu đối phương để xây dựng mối quan hệ bền vững. Giải quyết mâu thuẫn một cách bình tĩnh. Trong tình yêu và hôn nhân, mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi. Cần giải quyết mâu thuẫn một cách bình tĩnh và văn minh để tránh ảnh hưởng đến mối quan hệ. 5. Về sức khỏe. Chú ý đến chế độ dinh dưỡng. Tuổi Đinh Tỵ nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng, ăn uống đầy đủ dưỡng chất để đảm bảo sức khỏe. Tập thể dục thường xuyên. Nên dành thời gian tập thể dục thường xuyên để tăng cường sức khỏe và nâng cao sức đề kháng. Tránh thức khuya, sử dụng chất kích thích. Nên tránh thức khuya, sử dụng chất kích thích để bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra, tuổi Đinh Tỵ có thể thường xuyên đi lễ chùa, cầu bình an, may mắn. Việc đi lễ chùa sẽ giúp tuổi Đinh Tỵ có được sự thanh thản trong tâm hồn và cầu mong những điều tốt đẹp đến với bản thân và gia đình. Tuân theo phong thủy. Tuân theo phong thủy trong việc chọn nhà, chọn hướng, bài trí đồ đạc sẽ giúp tuổi Đinh Tỵ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Quý vị thân mến,
Minh Đường Tử Vi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Hy vọng rằng với những thông tin mà chương trình vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quan về vận trình công danh, sự nghiệp của mình trong thời gian sắp tới. Từ đó, quý anh chị có thể lên kế hoạch, hướng đi đúng đắn hơn. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần tư vấn, vui lòng gửi đến chúng tôi bằng cách comment dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ giải đáp cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin chúc quý vị có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an.